VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blank đi vị chất mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. VIP last card khoảng đến 50% chi tiêu tại Lazada. Sáu sáu bốn Plan bia Pháp cao cấp, tươi mát, sảng khoái, mừng tiệc vui. 1664 Plan bia vị chất gu độc nhất. 1664 Wow, ngày 15 sale giữa tháng, xem Shopee Live giảm đến 50%. Ngày 15 miễn hết phí ship. Ngày 15 flash sale đồng giá 9.000 đồng. Ngày 15 cơ hội trúng 15 iPhone. Ngày 15 sale giữa tháng, xem Shopee Live giảm đến 50% tại app Shopee ngay. 1664 Plan bia Pháp cao cấp, tươi mát, sảng khoái, mừng tiệc vui. 1664 Plan bia vị chất gu độc nhất. 1664 Plan VIP dẫn đầu xu thế thẻ. VIP last card khoảng đến 50% chi tiêu tại Lazada. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. VIP last card khoảng đến 50% chi tiêu tại Lazada. Sáu sáu bốn Plan bia Pháp cao cấp, tươi mát, sảng khoái, mừng tiệc vui. 1664 Plan bia vị chất gu độc nhất. 1664 Plan. Vợ ơi, anh đi nhậu đây. Vâng, anh cứ đi đi. Em có thai rồi á? Có bác sĩ của Quickstick tư vấn luôn rồi. Em tạo ra thế giới cho anh. Em là người phụ nữ quyền lực của anh. Quickstick nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ. Từ dược liệu cổ truyền, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân nuôi dưỡng tóc và da đầu từ gốc, giúp giảm gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc mới cho mái tóc sạch gầu, trông dày mượt, bồng bềnh. Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh. 1664 Plan bia Pháp cao cấp, tươi mát, sảng khoái, mừng tiệc vui. 1664 Plan bia vị chất gu độc nhất. 1664 Plan. 1664 Plan đi vị chất mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Thank you.
VIP Lascard, khoảng đến 50% chi tiêu tại Lazada. Mục 664 Plan, bia Pháp cao cấp, tươi mát, sảng khoái, mừng tiệc vui. 1664 Plan, bia vị chất gu độc nhất. 1664 Plan. 1664 Plan, bia Pháp cao cấp, tươi mát, sảng khoái, mừng tiệc vui. 1664 Plan, bia vị chất gu độc nhất. 1664 Plan. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. VIP Lascard, khoảng đến 50% chi tiêu tại Lazada. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. VIP Lascard, khoảng đến 50% chi tiêu tại Lazada. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Plan, đi vị chất, mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Plan, đi vị chất, mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam. Ba nhất định sẽ bảo vệ nụ cười của cún mãi nha. Dạ. Vậy thì không thể để cún bị sâu răng được. Làm sao khi 4 trên 5 trẻ em Việt Nam bị sâu răng? Để mẹ hỏi chuyên gia PS nha. PS mới có tư vấn chăm sóc răng miệng miễn phí. Quét mã để gọi chuyên gia. Chào Văn Anh, mình có thể ngừa sâu răng cho cún. PS ngừa sâu răng vượt trội, lấp đầy các lỗ sâu li ti, giúp men răng chắc hơn 10 lần cho cả gia đình. Vậy là nụ cười của cún được PS bảo vệ mãi rồi. PS mới giúp men răng chắc hơn 10 lần và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia. Mẹ ta có dặn là phải rửa tay 2 phút mới sạch đó. Rửa chà chà. Hả? Sao xà phòng của bà báo chậm vậy? Thử Lifebuoy chứa vitamin cộng giúp làm sạch và bảo vệ khỏi 99,9% vi khuẩn, tốt hơn xà phòng thường. Mấy vết ố khó chùi ghê. Chất tẩy thường không thể làm sạch vết ố, nơi vi khuẩn trú ngụ, dễ lây lan và gây bệnh cho cả nhà. Vim tẩy sạch vết ố vàng khó chịu và diệt khuẩn hiệu quả gấp 10 lần so với bột giặt. Vim diệt vi khuẩn, tẩy sạch ố vàng. Thay đồ nào con yêu, mềm chưa nè? Đu ba đu ba ba đu ba. Comfort cho da nhạy cảm, mềm mại hơn với công thức gấp đôi mềm dịu. Comfort cho da nhạy cảm, gấp đôi mềm dịu, bé chạm là yêu. Khi tóc trở nên sơ yếu vì hư tồn, chỉ gội thôi là chưa đủ. Kem xả Dove 1 phút siêu dưỡng, công thức với dưỡng chất cao cấp,
giúp phục hồi tới 98% tóc khô sơ và hư tồn. Xả Dove ngay sau mỗi lần gội. Gợi giúp mới, làm sạch cho hơi thở thơm mát dài lâu. 8 giờ nữa đến Đà Lạt. Xe hư hả? Đi chung với anh nha. Ok. Gợi giúp thơm mát dài lâu, nhìn sát gần nhau. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIB dẫn đầu xu thế thẻ. Và xin cảm ơn nhà đồng tài trợ, đó chính là Bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Và cũng xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phân phối độc quyền các bản ghi của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. IB Supercard, thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15%, tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền. Mở ra. Và đó là... Who is that? Hãy cho một cái tên.